Chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đã đến với khu vườn của Ba Tê Nhà Vườn, địa chỉ tại nội thôn Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội. Ngày hôm nay thì Ba Tê Nhà Vườn sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái khu dãy con đường hoa hồng leo tường vi của Ba Tê Nhà Vườn. Mọi người có thể quan sát đó là dãy hoa hồng leo tường vi thì cực kỳ là sang hoa và hoa rất là đẹp. Dãy hoa hồng leo tường vi này thì được trồng ở đường, nó sẽ giúp cho anh chị em nào mà buổi tối hoặc là buổi sáng đi tập thể dục có cái cơ hội được ngắm hoa và thưởng thức hương hoa tại đây. Ngoài ra thì anh chị em nào mà mình đi làm thì mình cũng có thể ngắm hoa trên con đường đi làm, giúp cho con đường đi làm của chúng ta trở nên ngắn hơn. Buổi sáng thì hoa cực kỳ là tươi và hương thơm cực kỳ là ngào ngạt. Hoa hồng leo tường vi thì cái màu sắc cực kỳ là đẹp, form hoa đẹp, riêng hoa và ít sâu bệnh. Phía xa xa kia đó chính là dãy hoa hướng dương. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua hạt giống hoa hướng dương, hạt giống rau giống, hạt hoa giống hay là hoa hồng giống thì vui lòng liên hệ với Ba Tê Nhà Vườn. Chào cả nhà nha. Sáng sớm thì thu hoạch được từng nầy hoa này mọi người, cả một rổ luôn. Đó, cứ gọi là thơm nhức mũi luôn. Đây là mẫu Soul City dâu nhé. Mùa hè thì Soul City dâu nó sẽ màu này. Đó. Còn đây là hoa hồng leo tường vi này.